Xin trân trọng kính mời cô. Chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay
biểu dương cho tập thể trường Nam Việt trong năm học vừa qua. Kính thưa quý vị, với chủ đề đoàn kết kỷ cương đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2023-2024, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện chương trình đổi mới sách giáo khoa cho khối lớp 4, khối lớp 8 và khối lớp 11. Vì vậy, mỗi thầy cô giáo và các em học sinh phải chủ động sáng tạo đổi mới phương pháp dạy và học, tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý dạy học và kiểm tra đánh giá, xây dựng hoàn thiện các cơ sở dữ liệu mà ngành giáo dục đã triển khai, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn trường, phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền nhân rộng tôn vinh các gương người tốt việc tốt trong cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh, xây dựng trường Nam Việt thật sự là trường học hạnh phúc, là mái nhà thứ hai của cán bộ giáo viên nhân viên và tất cả các em học sinh. Với thầy và trò, mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Với khí thế của năm học mới, với sự thừa kế của nổi bật của năm học qua mà chúng ta đã đạt được, đồng thời với quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới, tôi tin tưởng rằng trường Nam Việt sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm học 2023-2024, sẽ là một năm học thật sự thành công. Cuối cùng, tôi xin chúc tất cả các em học sinh tràn đầy năng lượng, quyết tâm, chủ động, sáng tạo, rèn luyện tốt, học tập tốt. Chúc các em học sinh có nhiều hay, tự tin, quyết tâm đạt thành tích cao trong năm học cuối cấp, có nhiều đổi mới và thành công trong cuộc sống, vì ngày mai lập nghiệp xứng đáng với danh hiệu học sinh của mái trường Nam Việt thân yêu. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm tham dự của quý cổ đông, quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý khách quý, đặc biệt là quý phụ huynh và toàn thể